Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mời các bạn cùng eShip.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Calvin Klein đã được eShip.vn mua tại Adfor, một seller uy tín ở Mỹ và ship tới văn phòng của eShip.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ UPS. Thì UPS đầu tiên họ nhận kiện hàng này, sau đó họ chuyển sang cho đơn vị vận chuyển USPS vì USPS có thể mạng lưới bưu điện rộng lớn hơn, có thể dễ dàng ship tới văn phòng của eShip.vn tại Mỹ ở bang Oregon. Ở phía trên đây chính là số tracking của UPS và phía dưới đây chính là số tracking của USPS. Số tracking này thì sẽ luôn được eShip.vn cập nhật liên tục qua email cho khách hàng. Khi khách hàng mua trực tuyến trên website, các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình luôn. Kiện hàng này nó mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mở hộp, có thể kiểm tra mẫu tiếp theo trong kiện hàng này. Trong video trước đó mình cũng đã có kiểm tra một mẫu rồi. Kiện hàng này mình sẽ có 4 mẫu mắt kính. Bây giờ còn lại 3 mẫu ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục review thêm một mẫu nữa cho các bạn. Hai kiện còn lại mình sẽ review trong các video sau. Rồi thì đầu tiên mã này sẽ là CK21516S nè, 104, và mình sẽ review mẫu này nhé. Hai mẫu còn lại hẹn các bạn ở các video sau. Trước hết thì mình sẽ mở chiếc túi ni lông này ra, trước mình đặt tay vào thì nó sẽ rất là bám, khó mở ra hơn rất là nhiều. Đây. Rồi để đảm bảo sản phẩm của chúng ta sẽ luôn hoàn hảo khi đến tay khách hàng thì mình sẽ luôn đeo vào tay vào, tránh trường hợp mồ hôi tay mình nó bám lên trên bề mặt bóc này, cũng như là bề mặt sản phẩm mà bóc của chúng ta màu trắng nữa thì nó rất là mất thẩm mỹ. Rồi, điều đầu tiên mình sẽ mở chiếc hộp này ra nhé. Bên ngoài hộp chúng ta cũng sẽ không có thông tin gì khác. Bên trong sẽ là nhân vật chính của chúng ta, khá là đẹp, một cái tông màu trắng như thế này, rất là thuần khiết. Và trên chiếc túi ni lông bảo vệ kính thì chúng ta sẽ có một chiếc tem, tem này do hãng họ dán luôn với tên thương hiệu nè, Calvin Klein, với mã sản phẩm sẽ là CK21516S, mã màu sẽ là 104. Các bạn có thể đánh chính xác mã sản phẩm này vào trang chủ của eShip.vn để có thể tìm mua sản phẩm với giá tốt nhất nha. Và phía dưới chúng ta sẽ có thông số kỹ thuật của kính là 55-16-135, chính là độ rộng kính, cầu kính và chiều dài càng kính của chúng ta. Có những thông tin mà nhân cấp họ cung cấp qua chiếc tem này tương đối đầy đủ ha. Giờ mình sẽ mở chiếc túi này ra, đeo vào tay vào thì nó hơi khó thao tác chút xíu nha các bạn. Bên trong bề ngoài nhân vật chính của chúng ta ra, chúng ta sẽ có đi kèm thêm một cuốn sổ hướng dẫn sử dụng nữa, cũng tương đối mỏng mà thôi. Tạm thời mình sẽ để qua một bên nhé. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Calvin Klein họ bảo vệ hai chiếc càng kính này cũng rất là đơn giản bằng một lớp ni lông mỏng bọc một bên càng kính như thế này. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ về tên của mẫu sản phẩm ngày hôm nay sẽ là Calvin Klein CK Collection Unisex Sunglass. Độ rộng kính trên mẫu này sẽ là 55mm nè. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của eShip.vn đều có link hướng dẫn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của các bạn. Tuy nhiên trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt cũng như là chi tiết hai bên thái dương nha. Điều này cực kỳ quan trọng luôn. Nó giúp cho các bạn vừa chọn được mẫu mắt kính hợp gu thời trang với mình, vừa mang lại cái trải nghiệm đeo nó phải thoải mái nhất nữa. Về màu trong kính trên mẫu này chúng ta sẽ có một cái màu xám cơ bản và tất nhiên trong kính này sẽ là 100% chống tia UV. Đây họ có dán chiếc tem này lên luôn. Cầu kính ở mẫu này sẽ là 16mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12-26mm và thông số đo của cầu kính sẽ tính từ điểm kính này qua điểm kính bên đây. Ở càng kính thì chúng ta sẽ có một chiếc càng kính khá là ấn tượng và nó có chiều dài là khoảng 135mm. Một chiếc càng kính tương đối trung bình nhưng mà nó có thiết kế nó khá là độc đáo. Thế nên mình sẽ đào sâu hơn. Còn bây giờ thì hầu hết thì những cái chiếc kính râm chúng ta thường có những cái thông số kỹ thuật này, cũng như là mã sản phẩm sẽ được in bên trong càng kính bên trái. Ở mẫu này chúng ta sẽ thấy là một cái chiếc càng kính màu trắng và tông chữ màu đen cực kỳ dễ đọc luôn. Với mã sản phẩm là CK nè, 21516S nè, mã màu sẽ là 104 và thông số kỹ thuật là 55-16-135. Ở phần càng kính còn lại chúng ta sẽ thấy ngay độ dài càng kính cùng với tên thương hiệu Calvin Klein được in một lần nữa bên đây. Đó, rất là nổi bật. Đó là những cái thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càng kính này. Còn phía bên ngoài càng kính chúng ta sẽ thấy ngay một cái logo CK cực kỳ ấn tượng và cực kỳ lớn luôn. Đó, tăng cái độ nhận diện thương hiệu hầu như là cực mạnh dành cho mẫu mắt kính ngày hôm nay. Và cái chi tiết logo CK này sẽ được hoàn thiện bằng kim loại với một cái lớp đánh bóng màu mã BVD màu vàng hồng nha các bạn. Đây, rất là đẹp luôn. Đó, nó cực kỳ nổi bật. Nó tạo cái độ nhận diện thương hiệu hầu như là tối đa ở mọi góc nhìn dành cho mẫu mắt kính của chúng ta. Rồi, nói về dạng khung ở đây chúng ta sẽ có một cái dạng khung dạng hình chữ nhật như thế này. Đối với kiểu kính dạng chữ nhật nó sẽ cực kỳ phù hợp với những bạn có khuôn mặt tròn. Nó giúp tôn dáng khuôn mặt và làm cho gương mặt bạn trở nên cân đối thanh thoát hơn rất là nhiều. Và màu khung ở đây chúng ta sẽ có một màu trắng mờ nha các bạn. Đây, một màu trắng mờ như thế này. Rất là đẹp.
chất liệu khung sẽ là nhựa plastic. Ưu điểm của loại nhựa này là đa dạng về kiểu dáng, màu sắc, đáp ứng được cho nhiều lứa tuổi và thường được để bên trong là một cái lớp kim loại để nhằm tăng độ bền cho sản phẩm. Đó. Nó cũng rất là dễ dàng uốn cong để phù hợp với gương mặt của các bạn và cho cái cảm giác đeo khá là thoải mái vì trọng lực tương đối là nhẹ. Đặc biệt thì vật liệu này rất an toàn, không gây dị ứng cho da. Đó là những cái ưu điểm vượt trội của loại vật liệu và nhựa plastic này. Nó được ứng dụng khá là rộng rãi trong ngành chế tác mắt kính. Rồi, qua cái góc quay các bạn có thể thấy là sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cứng móp hay trầy xước gì. Phía trên phần khung là hai bên ống kính cũng như là phần càng kính của chúng ta. Đây, phần khớp thì còn cực kỳ chắc chắn luôn, rất là chắc chắn nha các bạn. Ở cả hai bên, chi tiết khớp rất là chắc chắn. Và các bạn có thể thấy là qua các quay, sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100%, rất là đẹp. Đó cũng là một số cái góc quay thực tế về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay cũng như là một số chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu kính mát của Calvin Klein. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã kính mát với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như là giá thành khác nhau đến từ nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.